Dạ vâng, xin chào toàn thể anh em nhé. Thì hôm nay em lại tiếp tục làm một cái video để chia sẻ cho anh em là khi mà con gà của mình đi vần, đi đá mà sâu khuya hồ ấy, chẳng hạn 7, 8, 9, 10 hồ hoặc có thể là hơn 10 hồ về thì anh em cần chuẩn bị những cái gì và anh em nuôi con gà như thế nào. Thì cái thứ nhất ấy, là anh em về thì anh em chuẩn bị cho em là những cái sản phẩm. Cái thứ nhất là cái cao tan đòn này, cao tan đòn. Tí em sẽ giới thiệu về từng cái công dụng của sản phẩm đó. Và cái thứ hai là một cái lọ vitamin. Cái thứ ba là một cái bách bệnh đường ruột, chống đi ở phân xanh phân trắng. Và cái này nó chữa cả phân nhở đi ở phân xanh phân trắng luôn. Cộng với là anh em chuẩn bị cho em là một cái hộp men tiêu hóa của trẻ con nữa. Cái men tiêu hóa thì anh em mua ở cái tiệm thuốc tây nhá, mua tiệm thuốc tây. Thì khi mà anh em đi đá sâu quê hồ về thì cái thứ nhất là anh em sẽ cho em một viên bách bệnh đường ruột này để nó chống phòng chống nó đi ở luôn. Cái thứ hai là cái cao tan đòn này thì anh em sẽ rửa sạch con gà của mình đi, rửa sạch con gà của mình đi nhé. Và anh em sẽ xoa cái cao tan đòn này. Đấy, cái cao tan đòn này thì nó có cái công dụng là sẽ làm giảm vết thương, đấy, làm mát vết thương, đấy, nhanh phục hồi vết thương. Đấy, và cái thứ ba là anh em sẽ sử dụng cho em là một cái lần vitamin như này để đảm bảo cho anh em là nó kích sung khỏe lên, đấy, con gà của mình nó sẽ không bị mệt mỏi nữa. Và khi đá sâu quê hồ về thì rất là dễ là con gà của mình nó bị không tiêu ấy, thì anh em phải sử dụng thêm là cho uống thêm men tiêu hóa. Đấy, thì sử dụng thêm men tiêu hóa nhé, rất là đơn giản thôi. Và cái nữa là nếu mà khi mà con gà của mình nó bị sâu khuya quá thì anh em không lên là cho ăn thóc này. Đấy, có thể là không lên cho ăn cơm. Đấy, nếu mà con gà của mình nó bị bình thường ấy, thì anh em là cho ăn cơm. Còn nếu mà khi mà sâu khuya quá thì anh em chỉ cần thả một hai hạt, có nghĩa là thả một nhúm gạo vào và anh em sẽ đun lên. Đấy, anh em chắt cái nước nhá, anh em đun gần như kiểu cháo ấy, và anh em chắt cái nước đấy ra. Đấy, anh em thả một hai hạt đường vào nữa và anh em sẽ lấy cái kim tiêm ấy, xi lanh, anh em bơm cho nó để nó hấp thu được cái gạo đấy. Đấy, thì con gà của mình nó rất là dễ tiêu nhá. Đấy, và anh em cho thêm men tiêu hóa trẻ con nữa. Về cái ba bộ sản phẩm này thì nhà em có cung cấp nhá, nhà em có cung cấp. Còn cái men tiêu hóa thì anh em có thể là ra hiệu thuốc người ấy, hiệu thuốc tây, hiệu thuốc người anh em mua. Cơm thì anh em chỉ lấy gạo thì anh em đun lên thôi. Đấy, rất là đơn giản. Thế anh em mà chưa hiểu thì anh em có thể là kết bạn thêm cho em qua cái số điện thoại đây. Đây cái số điện thoại đây nhé. 0367194999. Đây là cái số Zalo của em. Số Zalo của em thì anh em chưa hiểu thì anh em có thể là gọi đến, điện đến thì để em sẽ tư vấn thêm. Còn về cái, những cái sản phẩm này thì em cũng báo giá luôn cho anh em cùng tham khảo là cái vitamin này. Đấy, công dụng của nó thì em vừa giới thiệu rồi. Thì công dụng của nó là một cái dạng vitamin để giúp con gà của mình nó sung khỏe, nó không bị mệt mỏi trong người. Đây, em sẽ đọc cho anh em cùng tham khảo về cái tác dụng của nó là: giúp gà chuyển hóa năng lượng, tăng cơ bắp, giúp gà thi đấu bền bỉ, tăng cường sức đề kháng, phục hồi sức khỏe cho gà sau khi thi đấu và điều trị bệnh, tăng cường chức năng gan, bổ máu, kích thích hệ thống miễn dịch tự nhiên, phục hồi sức khỏe nhanh sau khi thi đấu nhé. Thì cái này nó là một cái dạng vitamin nên anh em cứ yên tâm là về không bao giờ bị ảnh hưởng đến phần gân gối của con gà, để nó sẽ không có thuốc kháng sinh. Còn cái cao tan đòn này thì có tác dụng là phòng và trị đối với gà sau khi đá trận. Cách dùng để anh em bôi lên vết thương cho gà rất là đơn giản thôi. Thì cái này nó cũng giống như là một cái kem nghệ ấy. Và tất cả những cái sản phẩm này thì em đều test thử qua rồi, tại vì nhà em có một cái trại gà lúc nào cũng nuôi 450 con nên anh em cứ yên tâm là về chất lượng sản phẩm là lúc nào cũng chuẩn, ok rồi thì em mới cung cấp cho anh em. Có những cái mà em làm ra được và có những cái mà em thấy tốt, em sử dụng thấy ok thì em mới cung cấp cho anh em nhé. Còn là về cái sản phẩm này là bách bệnh đường ruột thì cái này có công dụng là đây, điều trị tất cả các triệu chứng liên quan tới đường ruột ở gà, rối loạn tiêu hóa, đi ở phân xanh phân trắng, phân nhớt, trứng diều đầy hơi, nhiễm khuẩn đường ruột, phân loãng, E. coli, tụ huyết trùng, thương hàn, gà ủ rũ, khô chân nhạt nhạt. Đấy là anh em sử dụng thì khi mà đá sâu khuya về thì anh em sử dụng phòng luôn cho nó là một cái viên này. Và anh em nhớ chuẩn bị thêm là men tiêu hóa và anh em lưu ý là không lên cho ăn thóc nữa nhé, không cho ăn thóc ấy, chứ không phải không lên, không cho ăn thóc thì nó dễ tiêu. Đấy, nếu mà con gà của mình bình thường thì anh em có thể là cho ăn cơm hoặc là ăn cám gà con. Còn nếu mà con gà của mình nó sâu khuya quá ấy, thì anh em chỉ cần đun, anh em thả mấy cái hạt gạo vào, anh em đun lên gần như kiểu nước cháo ấy,
anh em chắp ra và anh em thả 1-2 hạt đường vào, anh em lấy kia xi lanh và anh em bơm cho nó để nó ăn. Bơm thì anh em sáng một lần, trưa một lần, tối một lần nhé, bơm vừa phải thôi. Đây, số điện thoại Zalo 0367194999 thì anh em có thể là kết bạn Zalo để em sẽ tư vấn thêm. Còn bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây nhé. Thì ở cuối video này em vẫn giới thiệu cho anh em là nhà em vẫn chuyên cung cấp đầy đủ tất cả những phụ kiện này, cộng với thuốc chữa bệnh cho gà, thuốc bổ, thuốc om, cao tan đoàn, vitamin, ngại đỏ, mồi rắn, mồi cóc là nhà em đều có nhé. Còn bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau.